Cơm không ngon hay sao á? Không ăn đi. Ăn giống như là nhai đá. Nay mà cũng có ngày mà chơi cơm cả. Mai nấu cái gì lạ lạ cho ăn cho nó đỡ ngấy. Thế thì ăn phở nha. Không. Thế thì ăn bánh cuốn. Không. Thế thì ăn đất. Em đang còn sống lợn sợ như này anh để bảo em ăn đất là sao? Tao hỏi cái gì mày cũng không thì bây giờ biết cái nào. Mày không ăn đất đến đó thì không có gì ăn được đấy. Mà chán lắm. Làm gì đấy? Đang còn mấy củ cải để chuẩn bị nấu ăn đây. Ít xương lợn này cho bạn này. Hôm nay để Hào Phóng đây. Hào Phóng từ nhỏ đến giờ ấy. Quý hóa quá nhỉ. Bà để lại luôn đi. Thế cô ăn à? Ừ. Từ từ đã, tôi phải về chôn đàn gà đàn vịt ăn đã rồi tôi sang nhá. Tôi về đây. Ừ. Lên. Sao lại vẫn còn cái túi nuôi ở đây thế này? Cái này mà nấu với xương lợn thì đúng là chữa bệnh chán ăn của con bi được rồi.